chạy nhanh nhất có thể, bởi mạng sống nó đang đếm trên từng giây. Những bước chạy ngắn cũng nhưng không được phép dừng lại. Chỉ cần một cú vấp ngã, nó sẽ không còn thấy ánh mặt trời. Nó là loài chuột nhỏ bé sống nơi hoang mạc khắc nghiệt. Món ăn ưa thích của nó là côn trùng và một số loại hạt. Nhưng nó sắp phải tạm biệt những món ăn ngon mắt rồi, bởi thứ đang theo đuổi nó là thú săn mồi diều hâu. Diều hâu là loài ăn thịt. Món thịt khoái khẩu nhất của chúng là thịt chuột. Chúng hay đi săn theo đàn và thích nhất là được ăn sống con mồi. Chạy không thể nhanh hơn bay, con chuột cần tìm chỗ nấp đỡ. Nó sẽ sớm bị tìm ra bởi chiếc mỏ khoằm và đôi mắt tinh tường của kẻ săn mồi. Nó phải tiếp tục chạy để tìm lấy sự sống. Kẻ đi săn đáng sợ sắp đuổi kịp. Bằng chân nó cầu vào mặt đất ngay lạnh cả sống lưng. Những chiếc móng to và dày của chúng có thể dễ dàng tóm được đối phương. Hụt rồi. Con chuột đáng thương chui vào một hốc sâu trong cái xương của con vật nào đó. Đây cũng là đường cùng. Liệu may mắn có mỉm cười lần hai? Kẻ đi săn trông thật đáng sợ. Móng chân dài thật lý tưởng để khuèo con mồi ra khỏi nơi ẩn nấp. Nhưng khúc xương quá cứng, kẻ đi săn đang rất tức giận. Con chuột nhỏ bé như bất động mà tim đập loạn xạ. Con chuột nấp quá kỹ. Với diều hâu, việc tìm một con mồi khác cũng có thể là một lựa chọn tốt. Thằng lằn đuôi vằn không biết từ đâu đồn thổ chui lên. Kẻ gặp nạn có thể được sống rồi. Thằng lằn đuôi vằn là loài động vật nhanh nhẹn nhất miền Tây nước Mỹ. Tốc độ chạy của nó có thể xé gió, nhưng nó không hề biết rằng thiên địch đang mãi chờ nó trên mặt đất. Thằng lằn cổ tròn còn chạy nhanh hơn gấp mấy lần. Nó tăng tốc dí theo bữa ăn. Để đuổi kịp con mồi, nó dựa vào sức bật tuyệt vời của hai chân sau. Con mồi xa cơ thất thế gặp được cứu tinh. Nó rút qua lão rùa, làm mất tầm nhìn của kẻ đi săn và chui xuống đất trốn kỹ. Kẻ đi săn mất dấu bữa ăn, nhưng nó không hề hay biết màu sắc sặc sỡ của nó đang thu hút diều hâu bay tới. Quá muộn rồi, kẻ đi săn trở thành con mồi đáng thương